Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng lễ vượt qua. Và khi ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết. Tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đường mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy người nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà: Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ tất cả những sự việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ, mà một trong những đặc điểm của một tâm hồn sạch tội, của một tâm hồn như hai ông bà tổ tông chúng ta trước khi phạm tội nguyên tổ, đó là lắng nghe và sống theo lời Chúa dạy. Rồi sau khi ông bà phạm tội, bà bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, thì lúc đó con người chúng ta hôm nay trở nên ra sai khác nhiều. Chúng ta lắng nghe tiếng lòng mình hơn tiếng của Chúa. Trong bài đọc 1, chúng ta đã nghe Thánh Phaolô gửi cho Timôthêô những lời khuyên: Vì sẽ có một thời người ta không chịu nghe theo giáo lý lành mạnh nữa, nhưng theo tình tư dục, họ đã thu thập cho mình thực nhiều thầy. Tai họ ngứa ngáy và họ ngoảnh tay đi để khỏi nghe chân lý, mà quay về với những chuyện hoang đường. Và chúng ta thấy Đức Mẹ là một người để tâm lắng nghe lời Chúa, nhờ ơn vô nhiễm nguyên tội, và mau mắn nhận ra đâu là cái điều đẹp lòng Chúa. Một lời thưa xin vâng của mẹ trong ngày lễ truyền tin, ta thấy hai chữ rất đơn giản, rất ngắn ngủi, nhẹ nhàng. Thế nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể lắng nghe và thưa được hai tiếng xin vâng đó. Và trong ngày hôm nay, Đức Mẹ đã cho chúng ta mẫu gương để qua đó chúng ta làm cho tâm hồn của mình cũng trở nên vô nhiễm nguyên tội như Đức Mẹ. Maria mẹ người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng. Chúng ta mỗi ngày nên dành ra ít phút để lắng nghe lời Chúa, mà hàng tháng chúng tôi đã gửi đến cho từng gia đình cuốn 5 phút mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta dành ra được 5 phút để đọc một lần câu lời Chúa và bài suy niệm, thì tâm hồn chúng ta sẽ dần dần hướng về Chúa nhiều hơn. Là một trong những điều mà lời Chúa trong bài phúc âm nói với chúng ta, đó là có những lúc Chúa lánh mặt đi,
và chúng ta phải đi tìm kiếm Chúa như Giuse và Maria ngày xưa đã phải rong ruổi đi tìm kiếm Chúa, và tất cả những ai tìm thì sẽ gặp. Hai ông bà đã tìm kiếm Chúa và cuối cùng gặp Chúa ở trong đền thờ Jerusalem. Chúng ta đừng quên, khi dâng Chúa Giêsu trong đền thánh thì Đức Mẹ đã được nghe ông Simeon nói: này, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, và bởi đó tâm hồn nhiều người sẽ được mở rộng. Có những lúc mà lời của Chúa làm cho chúng ta đau khổ, thế nhưng như mẹ Maria đã cảm thấy cái sự đau khổ đó và cảm thấy đó là con đường đúng mà mình đã chọn khi đi theo Chúa và thấy Chúa chịu đóng đinh trên thánh giá, hỏi rằng: Chúa chịu đau khổ, nhưng mẹ cũng phải chịu đau khổ nhiều như vậy. Và cái sự đau khổ của mẹ khi đứng dưới chân thánh giá, đó là cái niềm an ủi cho trái tim yêu thương của Chúa Giêsu. Yêu thương nhưng mà thấy mình chẳng được đáp trả. Vậy thì chúng ta dâng cho Chúa những đau khổ chúng ta chịu trong cuộc sống. Và một câu nữa của Đức Mẹ mà chúng ta đừng quên, đó là người ta quen gọi là điều răn của Đức Mẹ, là khi Đức Mẹ xin Chúa trong bữa tiệc cưới Cana và Chúa nói: việc của tôi nào can chi đến bà. Nhưng sau đó mẹ nói với những người tôi tớ: người bảo gì thì cứ làm theo. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa cùng với Đức Mẹ và xin cho chúng ta một tâm hồn ngày càng trở nên tinh tuyền hơn, tế nhị hơn, như Đức Mẹ đã tế nhị, nhìn thấy được cái hết rượu của người khác mà cầu xin Chúa cho họ, mà cũng có trái tim tế nhị đó để hiểu được cái điều mà Chúa muốn mà xin vâng, mặc dù rằng lời xin vâng đó nó đã được tin báo: này, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để rồi trong mọi đau khổ của cuộc sống, có những lúc chúng ta thấy vắng Chúa, đó là những lúc chúng ta cần tìm đến Chúa và xin áp dụng trong cuộc sống cụ thể. Đó là mỗi ngày chúng ta dành 5 phút để cầu nguyện, để đọc và suy niệm lời Chúa. Amen.